Top phim ma kinh dị Hàn Quốc hay, đáng sợ nhất, không nên xem một mình nhé. Đừng nhấn. Trò chơi gây rợn bắt đầu khi Jumi tìm thấy một đoạn video cấm được lan truyền trên mạng nhiều năm trước. Vì sự tò mò bất chấp sự nghiêm cấm, cô tìm đến Jun Hee Woo, bạn trai của chị gái mình, và anh là một cảnh sát trong đội điều tra đặc biệt, để tải về video ấy. Gặp phải ác quỷ, bộ phim kinh dị Hàn Quốc đáng sợ nhất từng gây tranh cãi, hạn chế công chiếu một thời gian vì quá nhiều cảnh khủng khiếp, bạo lực đến rợn người. Xem phim, bạn có thể sợ hãi, nhưng cũng có thể khóc và ám ảnh vì số phận bi thảm của các nhân vật trong phim. Nàng dâu bị nguyền là câu chuyện bí ẩn về những cái chết trong dinh thự giàu có bậc nhất do Seon, nơi ở của gia tộc họ Lee. Dường như có một lời nguyền đã ám vào gia tộc này khi những người con trai của gia tộc đều chết vào đúng đêm tân hôn. Hồi chuông tử thần lấy đề tài từ vấn nạn thi cử áp lực nơi học đường. Đây như một lời cảnh tỉnh cho những thành phần gian dối trong thi cử. Câu chuyện rùng rợn bắt đầu khi một thế lực tâm linh đáng sợ xuất hiện và tạo ra một trò chơi chết chóc. Ngôi trường ma quái, bộ phim xoay quanh những vụ mất tích bí ẩn của các học sinh trường nội trú. Nữ chính Cha Ju-jan phải chuyển đến học tại ngôi trường mới sau nhiều năm chống chọi với căn bệnh lao. Vì tính cách rụt rè, ít nói nên việc hòa nhập với các bạn thật sự là một thử thách đối với cô. Đôi giày đỏ, đúng như tên của nó, đây là bộ phim kinh dị xoay quanh một đôi giày màu đỏ. Câu chuyện bắt đầu khi Sung Jae, người phụ nữ đã dắt con của mình rời xa người chồng tệ bạc, đã vô tình nhặt được đôi giày đỏ ở ga tàu điện. Gương mặt giả, một tựa phim kinh dị với chủ đề là phẫu thuật thẩm mỹ, là một việc khá phổ biến ở Hàn Quốc. Và rồi câu chuyện đáng sợ bắt đầu khi Hee Eun-soo, cô gái phải phẫu thuật để trở nên xinh đẹp thay vì một gương mặt đầy sẹo do tai nạn hồi thơ ấu. Tiếng than, phim theo chân nam cảnh sát Jong-gu và đồng nghiệp tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến đại dịch kỳ lạ đã kéo theo cái chết của nhiều người dân trong làng, bắt đầu từ khi một ông lão bí ẩn người Nhật chuyển đến. Ma điện thoại, phone kể về một nữ phóng viên trẻ đi tìm câu trả lời cho những cuộc gọi bí ẩn đeo bám suốt thời gian dài. Cơn khát, bộ phim kể về một vị linh mục yêu thầm vợ của bạn mình. Sau một thí nghiệm thất bại, ông trở thành ma cà rồng. Từ đó, khán giả sẽ ngập trong trải nghiệm tội lỗi của sự phản bội, thác loạn và máu me mà bộ phim mang lại. Câu chuyện Hai Chị Em là bộ phim kinh dị đáng sợ nhất, tác phẩm kinh điển của điện ảnh Hàn Quốc ám ảnh khán giả bằng câu chuyện vừa đáng sợ, vừa đáng thương của hai chị em. Văn Mộ Chí, bác sĩ Park Sung Nam, khi được phân công nhiệm vụ trực ở nhà xác đã nhận ra mình có tình cảm với một cỗ thi thể. Sau khi điều tra, anh đã biết được đó chính là người vợ sắp kết hôn của mình trước đây. Oan Hồn, một câu chuyện rùng rợn gây hoang mang khán giả với tình tiết bí ẩn. Min Ji Won vì gặp một tai nạn mà bị mất trí nhớ vào một năm về trước. Rồi cũng từ đó, cô được biết cô có một nhóm bạn 4 người mà ba người bạn của cô, từng người gặp những chuyện kỳ lạ. Tủ quần áo bí ẩn, Sang Won cùng con gái là Gina đã chuyển qua một ngôi nhà mới sau khi mẹ của cô bé đã mất do một tai nạn đáng tiếc. Ở nơi hẻo lánh này dường như có gì đó rất kỳ lạ, luôn có những tiếng động rùng rợn xuất hiện vào mỗi đêm. Và cô con gái thì khoe rằng cô có người bạn mới.